Xin chào mọi người, mình là Nhân đến từ Việt Music. Và hôm nay thì Nhân sẽ review cho mọi người một cây đàn mới đến từ thương hiệu Enea. Đây là cây EGA K1EQ. Các bạn có thể thấy thì ở trên phần top của cây đàn được làm bằng gỗ khoa với các đường nét đặc trưng và tinh tế. Loại gỗ này thì thường được sử dụng trên các cây đàn cao cấp, và phần lưng, phần hông cũng được sử dụng bằng gỗ khoa luôn. Về mặt kính đàn thì được sử dụng nhựa Radius Black Redline. Cần đàn thì được làm bằng gỗ mahogany, được gia công bằng máy CNC và công nghệ BT 2.0. Với cái công nghệ BT 2.0 này thì các bạn có thể dễ dàng tháo lắp cái cần đàn ra, phù hợp cho những cái buổi đi dã ngoại, đi du lịch nè. Đàn được thiết kế với kiểu dáng Grand Audion cùng với màn gỗ khoa, giúp cho âm thanh của cây đàn trở nên trầm ấm, cũng như là các nốt cao sắc nét và âm thanh tổng thể cân bằng. Ngoài ra trong thùng đàn được sử dụng công nghệ tăng cường cộng hưởng bề mặt cong của thanh dàn, giúp cho âm thanh trở nên tập trung hơn và nổi bật hơn. EGA K1 được tích hợp sẵn EQ. Mọi người có thể thấy luôn là ở trên phần EQ của đàn có hai nút, đó là tuner cũng như là turbo, và hai núm vặn. Thì hai núm vặn này để điều chỉnh, một bên thì để điều chỉnh âm lượng và một bên thì để điều chỉnh các cái hiệu ứng như là chorus, delay và reverb. Sau đây chúng ta cùng nghe qua âm thanh của cây đàn nhé.